Chào các bạn tin nhanh 24/7. Ngắm xe độ S-Center G50 hơn 250 triệu của Cường Đô La. Niềm đam mê xe của anh Cường Đô La thì ai cũng phải biết, và đã được các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về thú độ xe của anh này. Về chiếc S-Center G50 của Cường Đô La được độ rất nhiều đồ chơi hàng hiệu và tổng giá trị có độ lên tới 250 triệu. Cùng với chúng tôi ngắm chi tiết chiếc xe cực kỳ phong cách này nhé. S-Center G50 của Cường Đô La được độ khá nhiều đồ chơi. Tổng giá trị chiếc S-Center này khi độ hơn 250 triệu. Và những món đồ chơi thuộc hàng siêu độc và siêu hiếm của chiếc S-Center G50 bao gồm: cặp phuộc upside down hàng của Hollin, phuộc Hollin, gấp đồ chơi, ốp lốc nội trong suốt, chống đổ đồ chơi, phát biển số Rexona, bohem IPV, bình dầu Rexona, đuôi được vuốt nhọn như chiếc S-Center M1 của Yamaha, phát đĩa chân, bộ cần số, dàn ốc đồ chơi, đầu xe cũng được độ lại đơn giản hơn. Giữ lại hai đèn pha LED đặc trưng của chiếc S-Center G50. Đèn pha được thay thế cặp đèn LED chiếu sáng. Và sau đây là những hình ảnh chi tiết về S-Center G50 của Cường Đô La. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.